Ngày 1 tháng 10, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết số lượng bệnh nhi mắc các bệnh về hô hấp đang tiếp tục gia tăng. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận trên 157.000 ca đến khám và điều trị do bệnh hô hấp, trong đó có 1.660 trường hợp phải điều trị nội trú. Bác sĩ Phạm Thị Thu Thủy, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, hiện nay đang là mùa cao điểm của bệnh hô hấp. So với năm ngoái, lượng bệnh nhân đông hơn và mùa bệnh cũng kéo dài hơn. Trong 2 tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 20 đến 30 trường hợp vào điều trị, tăng gần gấp đôi so với những tháng trước đó. Trong đó, số ca viêm phổi nhiều nhất, chiếm 2/3 số ca mắc bệnh hô hấp, diễn tiến nhanh và phức tạp. Nhiều trẻ phải thở áp lực dương liên tục, thở CPAP. Còn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh hiện đã ghi nhận hơn 8.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. Con số này đã tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. Thống kê cho thấy, thành phố Nha Trang có số ca mắc cao nhất với 4.200 ca, xếp sau lần lượt là thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, thành phố Cam Ranh, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm, huyện Khánh Vĩnh và thấp nhất là huyện Khánh Sơn với 20 ca. Số liệu mới nhất cho thấy, toàn tỉnh ghi nhận có 93 ca mắc mới tại tuần 37. Số ca mắc này đã giảm 10,6% so với tuần trước đó. Hiện tại, ngoại trừ thành phố Nha Trang và các huyện Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Sơn có số ca mắc giảm, các địa phương còn lại đều có số ca mắc tăng.